Rồi, chào mừng các bạn đến với buổi hôm nay nhé. Buổi hôm nay chúng ta sẽ học về YouTube ạ. Và Thanh sẽ chia sẻ màn hình cho các bạn nhé. Rồi, ở đây thì nhìn lên màn hình thì Thanh sẽ thấy là cái điều các bạn nhớ nhất hồi sáng là tạo trang cá nhân chuyên nghiệp hơn và cách lên lịch bày đăng cũng như là biết cách dùng tool để kiểm tra số điện thoại khách hàng. Đúng rồi các bạn, đây cũng là những cái phần mà sáng giờ mình chia sẻ ha. Bản thân Thanh thì Thanh tâm huyết nhất cái phần mà lên lịch bày đăng và cái tool. Và cái tool ha, thì Thanh cập nhật cho các bạn. Rồi, ok, bên này Ad Google lấy số điện thoại. Rồi, bên này cũng là cái tool ha, cái tool và cái tính năng Facebook chuyên nghiệp. Rồi, nhóm 6 có chia sẻ là tạo trang cá nhân chuyên nghiệp rất là đầy đủ thông tin. Ok ạ, tool để tiết kiệm chi phí. Rồi, rồi có một nhóm khác là rất thích cái phần lên lịch để đăng bài. Phần lên lịch để đăng bài là một cái rất là hay. Bạn có thể kết hợp cùng với lại cái ảnh hồi nãy có cái slide mà 10 cái 14 cái chủ đề á, cái ảnh đó các bạn, Thanh nghĩ là các bạn nên chụp hình lại xong rồi các bạn lưu về máy của mình. Mỗi lần mà mình muốn đăng hình á, thì các bạn mở cái đó ra, muốn đăng bài viết các bạn mở cái đó ra ha. Để mình có đầy đủ thông tin và mình đăng cho nó lẹ ha các bạn. Chứ nhiều khi mở cái file cái sheet ra nó cũng cái Jamboard này ra nó cũng hơi lâu quá. Rồi. Ok. Một nhóm số 1 thì tạo tool và cách đăng lịch. Ok các bạn, gần như các nhóm đã nắm được hết những cái tinh hoa của buổi sáng này ha. Đó là một cái tin đáng mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua những cái vấn đề lớn của các bạn trong quá trình mà các bạn làm YouTube ha. Rồi, thì những vấn đề này Thanh sẽ cố gắng Thanh bổ sung và Thanh chia sẻ trong suốt khuôn khổ chiều nay cũng như là 2 ngày hôm sau. Rồi. Nhóm đầu có một nhóm là nhóm 1 nè, nhóm này có ghi là chưa xây kênh cho nên là chưa biết các bạn đó, thì nếu mà bạn chưa xây kênh thì buổi này cũng dành cho bạn nhé. Thì bạn chưa xây nhưng mà khi mà Thanh chỉ cho bạn cái chiến lược, cái hướng đi, cái con đường đúng thì bạn có thể bạn đi ngay trên đúng cái con đường đúng ngay từ đầu luôn, đỡ mất thời gian phải chỉnh sửa, phải tùy biến nha. Rồi, có một nhóm nói là chưa thu hút được nhiều lượt xem. Thì ở đây chúng ta chưa thu hút được nhiều lượt xem, mình sẽ tách ra thành 2 câu hỏi, thành 2 ý. Thứ nhất là cái kênh của bạn là bạn xây cho showroom của mình, bạn xây tức là bạn xây kênh YouTube cho showroom công ty bạn, nhưng mà cái kênh đó nó đang chưa có nhiều lượt xem thì bạn muốn có nhiều lượt xem hơn. Rồi, đó là ý một. Còn ý thứ hai, nếu như mà bạn đang xây kênh cho cá nhân bạn để bán hàng, bán xe, đúng không, thì nó chưa có nhiều lượt xem thì điều đó nó có quan trọng hay không? Đó, thì câu trả lời là tùy. Và thật sự thì nó đối với Thanh, nếu như mà bạn chạy bạn xây kênh để bạn bán xe hoặc là bạn bán xe cũ hoặc xe mới thì cái lượt xem nó không quá quan trọng đâu bạn, mà nó có một cái chỉ số cực kỳ quan trọng để thể hiện cho cái việc là cái kênh của bạn nó có đang hiệu quả về mặt bán hàng hay không. Nó có một cái chỉ số rất là quan trọng. Bạn nào muốn biết chỉ số đó là gì? Chỉ số để đo coi kênh của mình nó có hiệu quả về mặt bán hàng hay không. Bạn nào muốn thì hãy bình luận vô vô là mi nha, bình luận vô là mi nếu bạn muốn cái chỉ số đó nha. Kênh của bạn chạy để bán xe nhưng bạn không biết cái chỉ số nào quan trọng nhất để đo. Rồi, rất là nhiều mi. Ok, những bạn mà ghi mi á thì một xíu nữa Thanh sẽ trả lời nha. Tới cái phần mà Thanh nói về các chỉ số á, nó có cái phần 5 câu hỏi quan trọng khi khi chúng ta xây một cái kênh bất kỳ. Thì tới phần 5 câu hỏi đó, bạn hãy nhớ cho Thanh cái câu hỏi này. Nó có một câu hỏi ngay chỗ những bạn mi này quan tâm ha. Rồi, ok. Có một nhóm 1 kia nè. Các bạn đang gặp vấn đề về cách tiếp cận khách hàng qua kênh YouTube. Khách hàng liên hệ với tư vấn bán hàng như thế nào? Có giống với chạy Google Ads hay không? Tạo từ khóa như thế nào để thu hút khách lít xem? Tức là bạn chưa hiểu về cái cơ cấu của YouTube. Thì cái phần này á, thì... Thanh sẽ nói sơ qua thôi, tại vì trong lớp thì đa phần là những anh em đều đã biết về kênh rồi. Có nghĩa là khi mà mình xây một cái kênh YouTube á, về cơ bản Facebook nó, về cơ bản YouTube nó cũng chỉ là một cái kênh tìm kiếm khách hàng thôi, đúng không ạ? Nếu như bạn chạy Google á, là bạn trả tiền cho thằng Google để nó hiển thị cái từ khóa của bạn lên top 5 đúng không? Top 5 cái đầu đúng không? Ví dụ bạn là giá xe Vios đi. Ví dụ như khách người ta gõ cái này thì Google á nó sẽ hiển thị 5 cái đầu có chữ sponsor nè, tiếng Việt là tài trợ, 4 hay 5 hình như 4, 4 cái kết quả đầu là mình phải bỏ tiền ra chạy quảng cáo để được lên. Còn những cái mà từ số 5 trở đi
cho tới gần cuối là không có mất tiền. Rồi bốn cái cuối cùng lại là những cái mất tiền, thì đó là Google. Còn về YouTube á, YouTube nó có hai mảng, nó có hai mảng, đó là YouTube Ads là quảng cáo YouTube, hoặc là xây kênh YouTube là bạn làm content và bạn bỏ công đó. Thì khi mà bạn gõ giá xe Vios ở đây, nó cũng sẽ có một số những cái quảng cáo. Riêng cái phần này thì Thanh không thấy quảng cáo này, không thấy thì thôi. Nhưng mà đa phần á, thường thường nó sẽ có quảng cáo ở đây các bạn. Đây nè, cái chữ S này các bạn thấy không? Đó. Thì đây chính là cái một cái quảng cáo YouTube. Thì quảng cáo YouTube cũng vô cái trình quản lý quảng cáo của thằng Google để làm thôi. Nhưng mà cái phần này á, thì mình không có học, tại vì nó thứ nhất là nó tốn tiền. Đó, và thứ hai là nó cũng quá khó. Thứ ba là thời điểm này chưa cần thiết để chúng ta chạy YouTube Ads. Cho nên cái chúng ta học sẽ là xây kênh, tức là mình sẽ đăng những cái video lên. Và cái video của mình nó sẽ có lượt xem. Có lượt xem thì mình sẽ đạt được cái mục đích của mình là nhiều người biết tới, hoặc là mình bán được xe. Được không ạ? Cái này là trả lời nhanh cho nhóm 1 luôn và cũng như cho các nhóm khác. Thì cái đó là cái mấu chốt. Nhưng bạn nên nhớ là cái thính bạn quăng ra, bạn thả thính đúng không, là cái thính bạn quăng ra, thì bạn quăng thính gì thì bạn sẽ thu hút được những cái người tương tự, được không ạ? Ví dụ như bạn là một bạn hot girl xinh đẹp đi, bạn đăng hình lung linh ha, này nọ ha, thì khi mà bạn đăng lên thì bạn sẽ hút ai ạ? Bạn sẽ hút những người nam đúng không, những anh thanh niên đúng không? Tại vì thính của bạn là thính nữ thì bạn sẽ hút nam. Còn nếu như bạn là một anh hot boy đẹp trai cao to ha, 6 múi, body 6 múi ha, bạn đăng lên thì bạn sẽ hút ai ạ? Bạn có thể hút nam hoặc hút nữ luôn ha, tùy đó. Nhưng mà cái thính của bạn thả ra thì bạn sẽ thu hút được những cái người người ta quan tâm tới điều đó. Thì đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình xây kênh YouTube thì mình phải biết chọn thính, thính nào sẽ đem được kết quả tương ứng như vậy. Rồi ok, mình sẽ nói tiếp. Các bạn chưa biết cách tạo content hình ảnh như thế nào để thu hút khách hàng. Ok, nếu bạn chưa biết cách tạo content, cái luồng đi, cái luồng content, cái luồng nội dung của clip như thế nào, thì trong buổi chiều này Thanh sẽ chỉ cho bạn cái luồng của toàn bộ kênh, tức là chiến lược kênh ha. Rồi, trong khuôn khổ nguyên một ngày mai sáng chiều mình sẽ đi vô thực tế thực hành luôn, thì bạn sẽ biết cái luồng content của cái clip cụ thể, được không ạ? Có nghĩa là hôm nay mình sẽ nói về chiến lược của kênh và ngày mai mình sẽ nói về chiến lược của một cái video đó. Như vậy là bạn nắm toàn vẹn được cái phần mà content xây kênh YouTube. Thì tất nhiên là chiến lược này nó sẽ giúp cho content của bạn thu hút nha. Rồi, có bạn chưa quay được một video hoàn chỉnh, cắt ghép chưa được chuyên nghiệp, nhìn chưa bắt mắt. Rồi, ok. Thì với những bạn như vậy thì buổi hôm sau mình cũng sẽ được học ha. Tất nhiên chúng ta sẽ làm nhóm, thì chúng ta sẽ tương tác với nhau. Có những các bạn thành viên trong nhóm á, các bạn sẽ cùng nhau hỗ trợ để ra được một cái clip hoàn chỉnh ha. Rồi, các bạn gặp khó khăn khi thu âm hoặc cũng như cách tạo hiệu ứng, thì cái phần thu âm này á, ngày mai Thanh sẽ chỉ cho bạn vài cái tips để chúng ta thu âm cho nó chất lượng hơn, cũng như là cái bản như thế nào cho nó gọn nhẹ. Rồi, hiệu ứng thì bạn phải vọc cái công cụ rồi làm từ từ, bạn sẽ lên tai, thì Thanh cũng chỉ cho bạn cái hiệu ứng cực kỳ đơn giản. Rồi, có nhóm 3 về hashtag đăng lên short YouTube, nội dung video nên báo giá trước hay về xe trước. Một cái câu hỏi rất là hay các bạn. Thanh kêu nhóm 3 ghi lại vào đây. Nãy Thanh có vào, Thanh nói chuyện với nhóm 3. Thì đây, cái nhóm 3 đang đang nói câu này nè các bạn. Rồi đó. Rồi. Thanh nói cái ý hai trước. Video nên là video báo giá hay video về xe trước. Thì một xíu, cũng một xíu trong cái phần mà nghiên cứu kênh đối thủ, Thanh sẽ chỉ cho bạn một cái mô hình, mà mô hình này Thanh gọi là mô hình money content. Các bạn nhớ buổi sáng Thanh nói không, có cái mô hình money content đó. Thì với cái mô hình đó bạn sẽ biết được là nên báo giá trước hay là về xe trước. Rồi, còn về hashtag YouTube á, hashtag short á, thì đó là một cái kỹ năng nâng cao rồi, cho nên là trong khuôn khổ ngày hôm nay thì có thể là Thanh Thanh sẽ không nói sâu, lâu lâu Thanh đá qua một xíu thôi. Thì Kiệt ở ở bên Hyundai, nếu mà Kiệt quan tâm hơn thì sau sau buổi này, sau 2 ngày này, Kiệt có thể nhắn tin với Thanh để Thanh chia sẻ thêm ha. Nhưng mà trong khuôn khổ hôm nay thì Thanh sẽ đá sơ ông một tí xíu thôi. Rồi, ok, có một nhóm tiếp tục hỏi YouTube có định hướng video cho những khách hàng tại địa phương tỉnh mình sống không.
Ừ, câu này rất là hay các bạn. YouTube á, thì nó không có định hướng được những khách hàng tại địa phương hay tại tỉnh mình. Nhưng những cái video, những cái nội dung bạn đăng ra đó là bạn trực tiếp bạn định hướng người ta tới. Chẳng hạn như bạn làm cái video là video báo giá xe tại Hyundai Cần Thơ. Thì bạn nghĩ là một người tại Hyundai Sài Gòn người ta có bấm vô không? À, khả năng là sẽ khả năng rất cao 99% người ta sẽ không bấm vô đúng không? Đó là cái nội dung của bạn định hướng được cái đối tượng người xem. Được không ạ? À? Rồi khi mà người ta vào video đó, bạn có những cái kêu gọi hành động như là ở đấy anh chị quan tâm tới báo giá xe tại Hyundai Cần Thơ thì anh chị hãy để lại thông tin. À, thì khi mà bạn họ bạn kêu gọi như vậy đó, thì người ta thấy quan tâm người ta mới để lại. À, còn nếu Thanh Thanh vô Thanh dọ giá thôi thì Thanh đâu có quan tâm làm gì, đúng không? Cho nên là cái nội dung của bạn nó sẽ quyết định được cái khách hàng của bạn ở đâu. Ừ. Ok. À, cái này của nhóm 1 nè. Thì mình sẽ xóa cái này đi ha. Nhóm 1 đã có cái phần dưới rồi. Ok. Chưa kênh YouTube có công cụ đánh giá hiệu quả khách chuyển đổi từ YouTube không? Mình sẽ có một cái chỉ số để đánh giá ha. Thì chỉ số đó hồi nãy rất là nhiều bạn mi tôi là các bạn muốn được thông tin nữa ha. Thì một xíu nữa tới đoạn đó Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi. Ok. Như vậy thì xét về mặt bằng tổng thể, ngày hôm nay các bạn có rất là nhiều những cái vấn đề, những cái mong muốn được giải đáp đúng không? Thì rất may là Thanh chuẩn bị những cái nội dung nó cũng rất là sát sườn với các bạn rồi. À, cho nên chúng ta chỉ việc là một việc duy nhất đó là chúng ta vào tương tác và nỗ lực hết mình tập trung thôi các bạn.